Sáng nay ngày 2 tháng 3 năm 2013, Sở Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận tàu ST-115 là tàu chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn chuyên dụng đầu tiên và hiện đại nhất của nước ta hiện nay. Sau 8 tháng thi công tại công ty đóng tàu Sơn Hải, với nhiều chuyên gia hàng đầu trong công nghệ đóng tàu của Việt Nam, tàu ST-115 có tổng giá trị lên tới gần 50 tỷ đồng đã được hạ thủy và chạy thử vào ngày 31 tháng 1 năm 2013. Vỏ tàu được thiết kế bằng hợp kim nhôm với chiều dài 21m4, rộng 5m8, chiều cao mạng là 2m4. Máy chính được nhập khẩu từ Mỹ, khoang nhiên liệu có thể chứa tới 4.000 lít dầu, tàu có thể chở theo 14 người và đạt vận tốc tối đa 21 hải lý một giờ. Hệ thống chữa cháy hiện đại 1.7 với công suất 240 kW được nhập khẩu từ Pháp, giúp tăng khả năng chữa cháy trên các tuyến sông biển, nên tàu có thể tiếp nước đồng thời cho 10 xe chữa cháy trên bộ với khoảng cách 2.000 mét. Ngoài ra, tàu có thể triển khai lên các tòa nhà cao trên 50 tầng được xây dựng gần bờ và mở liên tục hàng chục vòi chữa cháy. Đặc biệt, 3 vòi bơm được thiết kế trên tàu có thể phun nước trực tiếp với độ cao trên 20 mét và xa đến 70 mét. Ngoài khả năng chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên các tuyến giao thông đường thủy của Thành phố Hồ Chí Minh, tàu ST-115 còn là phương tiện chủ yếu cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo và hỗ trợ cho các tỉnh thành lân cận trong công tác phòng cháy, cứu hộ, cứu nạn. Ladies and gentlemen.